Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Bữa ăn nào cũng cố cắt giảm tinh bột không hề là ý hay. Nếu bạn đang cần giảm cân hay là giảm mỡ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách giảm tinh bột dễ dàng giúp đốt cháy mỡ nhanh hơn mà không phải lúc nào cũng phải kiêng kem. Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nutrition chỉ ra một phương pháp cắt giảm carbohydrate chủ yếu từ tinh bột và đồ ngọt ít vất vả hơn nhiều người đang làm nhưng đem lại hiệu quả đốt mỡ cao hơn. Đó là chỉ cần giảm lượng carbohydrate là vào từ 16 giờ chiều trở đi, tốt nhất là 4 lần trên một tuần. Nghe có vẻ ngược đời nhỉ, nhưng nó là có thể mang lại hiệu quả lớn hơn so với việc mà bữa nào chúng ta cũng cố gắng kiêng khem tinh bột. Theo nhóm tác giả từ Đại học Y khoa Morinomira và Đại học Gifu của Nhật Bản, tiêu thụ quá ít carbohydrate có thể làm suy yếu hiệu suất hoạt động thể chất và tăng nguy cơ chấn thương khi luyện tập. Chưa kể, thiếu carbon dihydrate còn gây căng thẳng tinh thần, khiến bạn luôn uể oải vì carbohydrate vẫn là nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể, đặc biệt là não bộ. Điều này chắc chắn bất lợi cho nỗ lực tăng cường vận động để đốt cháy mỡ calo của bạn. Tuy nhiên, với chiến lược giảm carbohydrate gián đoạn và trải qua giấc ngủ đêm nhẹ bụng hơn lại cho thấy hiệu suất và các bài tập bền được cải thiện thông qua các thí nghiệm. Trong một thử nghiệm kéo dài 3 tuần, các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm, cả hai nhóm đều cố giảm cân, giảm mỡ bằng 1 giờ chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng nhóm thứ nhất vẫn ăn uống bình thường, trong khi nhóm thứ hai được yêu cầu hạn chế carbohydrate sau 16 giờ chiều 4 lần mỗi tuần. Thực hiện thêm vài bài tập nhẹ trước khi đi ngủ, hạn chế carbohydrate giúp bạn có mức glycogen thấp. Glycogen là một phân tử, đại phân tử polysaccharide đa nhánh của glucose, đóng vai trò dự trữ năng lượng quan trọng trong cơ thể động vật, được tăng cường bằng cách lạc thực phẩm nhóm tinh bột, đường, tức 6 carbohydrate. Tập luyện khi glycogen đang thấp cho thấy tác động làm tăng số lượng ti thể, do đó kích thước tăng axit béo trong máu. Béo tự do trong máu là những quá trình giúp tăng cường đốt calo, mà calo đó lại thấy được phần lớn từ mỡ thừa. Bài tập cường độ thấp trong trạng thái glycogen thấp cũng kích hoạt một số enzyme quan trọng trong nhiều quá trình sinh học thiết yếu của tế bào, từ đó thúc đẩy sự thích nghi và quá trình luyện tập bền bằng cách tăng dự trữ glycogen của cơ khi nghỉ ngơi. Việc chỉ giảm bớt carbohydrate vào chiều tối và chỉ vài ngày một tuần cũng làm giảm căng thẳng liên quan đến thời gian thiếu carbohydrate kéo dài hơn, điều hay gặp ở những người kiêng tinh bột hàng ngày. Các tác động trên đã giúp nhóm giảm carbohydrate chỉ 4 lần trên một tuần giảm được cân nặng rõ rệt sau 3 tuần thí nghiệm khi so sánh với nhóm đối chứng. Vừa rồi, mình vừa chia sẻ cho các bạn cách giảm tinh bột dễ dàng, đốt cháy mỡ nhanh nhất mà không phải chúng ta phải kiêng khem khổ sở khi giảm lượng tinh bột hàng ngày, đó chính là carbohydrate. Nếu các bạn thấy video mình chia sẻ hay và có ý nghĩa, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.